Xin chào tất cả các chị nhá. Hôm nay giới thiệu các chị cắt một cái áo như hình mẫu nhá. Cái áo như hình mẫu thì các chị lưu ý dùm em như sau. Cái áo này là nó bèo xoáy ở cổ và nó đưa, các chị nhớ là cách tra cổ là nó xoáy từ bên đường cổ bên bên này, nó vòng ra vai, nó vòng về đằng sau vai và nó về đằng trước, thấy không ạ? Chứ không phải là nó nối nhá. Các chị nhìn rõ cho em. Vậy cách cắt của cái áo này như sau nhá. Đầu tiên là các chị cắt cho em một cái cổ, một cái rập áo sơ mi vào cổ 6 phân rưỡi này, xuống cổ 6 phân rưỡi, xuôi vai hạ 3,5 phân và 1 phần 2 vai của 36, chẳng hạn cái size M 1 phần 2 vai 36 thì các chị chia làm đôi và được 18, các chị tính ra nhá. Hạ vòng nách các chị hạ từ trên này xuống 19 hoặc 20 phân, hạ eo 35 hoặc 36 phân và chiều dài áo thả theo ý các chị muốn. Và cách cộng thì các chị cộng như sau. Nếu vòng ngực 88 thì các chị chia 1 phần 4 ngực cộng với 2. Áo này không có ni ở giữa, vì thế các chị phải cộng 2 để các chị không cần may dây kéo sườn mà các chị vẫn rút vào được nhé. Đó, và đến eo, eo của nó là 72. 1 phần 4 eo các chị cộng cho em 3 hoặc 4. Các chị nhớ không ạ? 1 phần 4 eo không cộng cái ni này và cộng 3 hoặc cộng 4 cử động. Sau đó các chị nối xuống. Mông 90 hoặc 92, 1 phần 4 mông các chị cộng cho 2. Và các chị nối 3 điểm với nhau và cắt thành hình cái áo như thế này nhá. Các chị hiểu không ạ? Và cái chiều vai này, cái vòng nách thì các chị nhìn những cái áo sơ mi trước em dạy thì các chị biết rồi. Và để cắt được một cái áo này thì cái thân sau nó cũng không có ni luôn. Các chị sang rập, sang giấu toàn bộ và nên xuôi vai cho em ở thân sau, chồm vai 3 phân. Sau đó là kẻ y cái hình này. Đấy. Và khi cắt được cái hình này rồi thì các chị có một cái áo sơ mi cơ bản của cái hình đó. Khi nó đã chia 1 phần 4 ngực cộng 2 tất cả theo công thức em dạy thì em vừa đọc thì nó bắt đầu hạ cổ. Các chị hạ cổ thì các chị hạ cổ cho em như sau nhé. Thay vì các chị hạ cái cổ sơ mi này, các chị nhìn đây nhé. Các chị hạ cái cổ sơ mi này thì nó có rồi. Và từ vai này các chị lấy vào đây cho em khoảng 9 phân. Từ đầu vai này vào đây khoảng 9 phân, hoặc là từ cái đường trụ chính này các chị vào đây cho em khoảng 9 hoặc 10 phân, tùy các chị muốn cổ rộng hay cổ chật nhá. Và các chị hạ tim thì các chị cũng hạ từ điểm ngực này lên trên đây cho em khoảng là 8 phân. Đó, từ dưới cái đường ngang ngực lên đây khoảng 8 phân, hoặc các chị có thể hoặc các chị có thể tính cho em từ trên cái đầu vai này này, thấy không ạ? Hạ từ trên đầu vai này xuống dưới cái đường ngang cổ này. Từ trên này xuống đây là 12 phân. Từ trên đầu vai này xuống dưới ngang cổ đây. Từ trên đầu vai này xuống dưới đây 12 phân. Hoặc có thể hạ từ cái đường ngang ngực này chạy lên đây từ 8 cho tới 9 phân. Tùy các chị, nếu các chị muốn mặc cái cổ trễ hơn thì các chị lại hạ sâu xuống dưới này. Nếu các chị muốn mặc trễ hơn thì có thể hạ sâu xuống, thay vì từ trên này xuống đây 12 có thể hạ thành 14, 15 tùy các chị nhé. Và các chị nối cái điểm này. Và các chị nối cổ tim ra. Đấy. Vậy các chị nhớ cách em chỉ hạ nhá. Thay vì các chị muốn cái cổ rộng ra thì các chị có thể vào đây và đánh ra đây. Thì cái cổ tim nó sẽ rộng ra nữa. Vậy nhá. Và đây sau khi cắt được cái cổ tim thì các chị cắt nó đi. Đó. Và các chị đặt lên thân sau, các chị gọt thân vai này, cho vai bằng vai, cho vai bằng vai nhá. Và các chị hạ cái thân sau xuống, thay vì thân sau hay hạ 3 phân đây thì các chị hạ cho em thành 5 phân. Sau đó là đánh xuống và cắt cái cổ sau. Đó. Và như thế này thì các chị sẽ được một cái thành phẩm cổ rồi, các chị thấy không ạ? Đây là vai thân sau này. Đấy, thân sau đây nhá và thân trước đây. Khi các chị ráp cái vai của thân trước với thân sau với nhau như thế này thì nó sẽ thành hình cái vòng cổ. Vậy thì các chị phải xòe ra và nối vào như thế này cho em này. Các chị nối vào như thế này nhá. Đấy. Em gắn giữ vào đây để cho các chị biết là các chị sẽ nối cái vai con vào đây. Đây. Tí các chị có thể cắt ra được và giữ rập nhá. Đấy. Và khi các chị cắt ra như thế này, cứ gắn vào như thế này thì các chị dùng cái thước dây này, các chị đo cho em từ cái đường sau cổ này vòng về thân trước này, từ đường sau cổ vòng
vòng về thân trước. Đó, thì thành cổ thành thành phẩm của cái cổ này bao nhiêu phân là do các chị nhá. Các chị hạ cái cổ nó to, nó rộng thì cái đường vòng cổ nó sẽ được dài hơn. Còn nếu mà các chị hạ nhỏ, như em bảo từ như em tính cho là từ đây vào đây là 9 phân và từ trên vai hạ xuống 12 phân thì chỗ này nó ra 28 phân. Và 28 phân này nó là mới được có một nửa của bên cổ. Và khi các chị cắt cả một tấm áo thì đây là một nửa thân sau và đây là một nửa thân trước. Tức là 28 phân này nó phải là gấp đôi, tức là 56 phân. Các chị hiểu không ạ? 28 phân nửa bên nhân với 2 sẽ bằng 56, tức là 56 phân. Và đằng trước nẹp, đằng trước của cái hình thì nó tới cái đường đua cổ thì giao cổ này đúng không? Nó lại còn đi xuống dưới gần eo, nó đi xuống dưới gần eo thì nó mới hết cái nẹ, cái đường bèo thì các chị lại phải đo thêm cái phần dưới đây xuống tới eo của nó. Đây, ít nhất là các chị nhìn nhá. Đây là đường eo này. Ít nhất là cái bèo đó nó phải xuống tới đây. Hoặc là nó xuống tới eo này. Vậy thì các chị thích thả nó xuống dưới đâu thì các chị đo thêm cái phần từ trên cái họng cổ này đi xuống đây nữa là nó ra 18 phân này, 20 phân này và tới eo này là 23 phân này. Đấy, tùy các chị nhá, tùy các chị thích thả cái bèo này tới đâu. Và khi các chị thả tới đâu thì các chị phải may nó đo cái đường đó tới đó. Ví dụ em thả xuống 18 hoặc 20 phân tới đây, đấy em thả cho nó 20 phân đi, đúng không ạ? Thì trên này các chị cộng 2 phần vòng cổ, cả một đường vòng cổ trước sau là 28 x 2 bằng 56. Các chị phải cộng thêm cái phần đi xuống dưới này 20 phân nữa thì tức bằng 76 phân. Các chị thấy không ạ? Vậy thì tổng cái vòng bèo này nó bằng 76 phân. Thì các chị phải cắt một cái vòng bèo cho em 76 phân. Và để cắt một cái vòng bèo thì các chị cắt cho em một cái tấm như sau. Đây này em cắt sẵn, nhưng mà các chị sẽ lấy cho em một mảnh, các chị lấy cho em một mảnh giấy nhá. To bản này là các chị phải cắt cho em được 2 tấm, nhưng mà đây em cắt tượng trưng cho các chị một tấm thôi. Và các chị gấp xéo này, thấy không ạ? Các chị gấp như thế này. Đấy, và đây là em cắt cho nó nhanh để cho các chị khỏi phải đợi em cắt thôi. Và khi cái chiều từ cái đường tim của gấp đây, các chị thấy không ạ? Gấp là 4 này. Thì từ cái đường tim này các chị tính ra đây cho em là 10, khoảng là 10, 17 hoặc 18 phân này. Ra đến đây 17 hoặc 18 nhá, 17 hoặc 18 phân. Và các chị đánh cong chỗ này cũng vậy, đánh đều 17, 18, đánh cua ra. Đó, và nó sẽ thành một cái góc vuông. Còn không thì các chị phải gấp vào như thế này này, cho nó thêm một vòng nữa cho nó dễ, cho các chị dễ cắt nhá. Và các chị cắt từ cái đường này đi ra đây 17 hoặc 18 phân thì các chị đánh tròn nó ra đây. Đấy, có nghĩa là các chị lấy khoảng 18 phân đi, các chị đánh tròn và gọt đi. Sau khi gọt đi rồi thì các chị sẽ mở ra. Và các chị đánh cho em, đây, em đánh cho các chị nhìn theo cái đường này nhá. Và đầu tiên là các chị lấy cho em một cái o tròn. Cái o này nó to khoảng 4 phân. Vòng o này khoảng 4 phân nhá, các chị nhìn rõ nhá. Đó, và khi các chị đánh thì các chị đánh cho em bắt đầu từ một điểm. Các chị cua, cua theo cái đường như thế này. Đó, và khi các chị cua như thế này thì các chị nhớ tính là từ cái đường o này các chị tính cho nó bằng nhau nhá. Nó đi cái đường, nó đi cái đường to bản của cái bèo đây này, các chị thấy không? Cái to bản của cái bèo này nó chạy theo, nó chạy đến đâu thì các chị tính cho cái đoạn này nó bằng nhau dùm em với. Đấy, nó bằng nhau này, thấy không ạ? Và trong khi các chị vẽ như thế này thì các chị dùng cái bút chì mà vẽ. Em vẽ để cho các chị nhìn, để trên hình điện thoại nó nhìn rõ hơn. Còn các chị vẽ bằng bút chì ấy, để khi các chị mà có vẽ sai một tí đây, các chị có thể tẩy 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 đi được nhá. Và các chị vẽ cho nó chuẩn. Đấy, và khi các chị xong thế này thì các chị bắt đầu từ cái điểm nhọn này là cái điểm vòng cổ đầu tiên. Các chị sẽ đo này, thấy không ạ? Đo từ cái điểm này, khi các chị cắt là nó sẽ quay. Đó, thấy không ạ? Các chị quay tròn cái đường này, quay theo cái đường mà các chị sẽ cắt. Để làm gì? Để xem là cái thành phẩm
cái dây bèo của các chị nó đi tới đâu đấy, và nó đi ra tít một vòng như thế này, thấy không ạ? Và các chị cứ đo như thế thôi. Và các chị đo như thế này đến khi mà nó ra tới thành phẩm đây, các chị thấy không, trong cái kia là các chị tính thành phẩm nó ra 76 phân, thì các chị cứ quay đến khi nào nó ra tới 76 phân đấy, và 76 phân nó sẽ ngưng ở đây, và các chị đánh dấu ở đây này. Đấy, 76 phân nó sẽ ngưng ở đây, và các chị cắt cho em nhé, em sẽ cắt cho các chị nhìn nhé. Đó. Và khi các chị cắt như thế này rồi, nó sẽ được một cái vòng tròn này, vòng xoáy, các chị thấy không ạ? Đấy, và các chị tỉa cái phần ngoài này đi. Các chị thấy không ạ? Và đây là được một vòng xoáy nhá. Và tương tự như vậy, nếu các chị làm cổ một tấm thì các chị chỉ cắt cho em một tấm này, đúng không ạ? Vậy thì nếu các chị làm cổ hai tấm thì chắc chắn là các chị lại phải dùng hai vòng rập, đúng không? Và hai vòng rập tùy theo các chị nhá. Các chị muốn cắt cái vòng rập to hay nhỏ thì các chị có thể đặt vào đây này. Đây. Đây là cái vòng rập thứ nhất nhá. Đấy. Và các chị muốn cắt một cái vòng thứ hai thì các chị lại phải cắt một cái vòng thứ hai. Và nhớ là nếu cái tấm này đủ to cho các chị phải canh được cái to bản này này, là các chị xác định được cái lá cổ nó to bao nhiêu, và các chị cắt một lá chuẩn đi. Sau đó nếu các chị cắt cái tấm này nhỏ thì cái tấm sau to, các chị cắt to hơn, các chị hiểu không ạ? Và nếu các chị cắt tấm to hơn thì cái tấm sau các chị sẽ cắt nhỏ đi. Và đây là em làm tượng trưng cho các chị, thì em sẽ làm một cái tấm nhỏ hơn để cho các chị biết đường các chị cắt nhá. Và đây này, đấy em sẽ cắt một cái tấm nhỏ hơn để cho các chị biết đường. Và cái tấm này em cắt nhỏ nhỏ thế này. Ví dụ như thế, và tùy các chị phải biết cách tính thôi. Còn cái chuyện bèo to hay bèo nhỏ thì các chị phải tự mà tính lấy nhá. Còn em mà tính cho các chị ở trên đây này em không tính được. Vậy cho nên hễ các chị cắt cái vòng cổ nó tới đâu thì các chị tự quay. Và khi các chị quay như thế này này, đấy, thì các chị nhìn giùm em nhá. Em sẽ cắt tượng trưng cho các chị một cái đường này để làm gì? Để cho các chị đo vào với nhau thì các chị sẽ biết rằng là một tấm to tấm nhỏ khi nó mắc vào với nhau thì nó sẽ thành hai tầng cổ. Bỏ bớt cái đoạn này đi cho nó phải dài. Đó, đây là cái tấm nhỏ xíu em cắt tượng trưng cho các chị, để có nghĩa là các chị phải biết được hai tấm bèo bao giờ cũng phải có một tấm to tấm nhỏ thì nó mới thành cái hình cổ hai tầng thế này nhá. Và đây này, khi các chị cắt được một cái bèo xoáy như thế này, thấy không ạ, thì cái tầng này là tầng nhỏ này, cái này nó nhỏ hơn này, các chị thấy không ạ? Và khi các chị chồng nó vào nhau đây nhá, các chị nhìn giùm em này, khi các chị chồng nó lên nhau như thế này, thấy không ạ? Các chị may cái đường vòng cổ này này, nó chồng lên nhau như thế này đây nhá, đấy nó sẽ thành hai vòng khác nhau to bé này, thấy không ạ? Và mình cứ chập nó như thế này và đi ra đấy, các chị nược hai cái tấm này vào nhau trước đi, thấy không ạ? Và nó sẽ
Các chị nhìn rõ không? Đấy, nược vào với nhau đi. Và các chị tra vào vòng cổ thì nó sẽ ra nhá. Và đây, cái vòng cổ đây em sẽ lấy ra cho các chị để các chị biết cách phân biệt này. Đây, đầu tiên là các chị, đầu tiên là các chị để cái cổ như thế này nhá. Đấy, và các chị đi cái đường cổ này này. Đấy không ạ? Các chị cắt cái đầu này cho nó hơi hơi xuôi xuôi một tí để cho các chị dễ vào. Đó, đây. Đầu tiên là các chị đưa cái tấm cổ đôi này. Đây nhá, đây cái tấm cổ đôi này các chị tra vào đây. Đó, và các chị đi vòng. Đi vòng nhá, các thấy không ạ? Đi vòng, xíp nó vào và đi vòng hết một đường. Khi mà vòng tới cái đầu kia kìa, nó xuống gần tới đây rồi. Đấy, khi mà các chị đi đủ một vòng nó sẽ gần về tới cái đường chính này rồi. Thì các chị đưa cái đường này, thấy không ạ? Đưa cái đường đấy nó xuống về tới đây. Khi nó cua vòng về tới đây, nó sẽ đi xuống đây. Đó, và nó nắp xuống dưới này. Vậy là nó đủ hai cái. Các chị hình dung chỗ này có hiểu rõ không? Đó, nó đi xuống đây nhá. Đi đủ một vòng là nó sẽ cua, nó vòng về sau cổ, nó sẽ đưa về đằng trước. Và còn dư là nó bị nó nược vào rồi, nó đưa xuống đây này. Đấy, và nó nắp xuống dưới cái chỗ mà nó eo mà nó muốn. Đấy, và cái chỗ này nó bung xòe ra này. Đấy, các chị hiểu cái chỗ này không ạ? Vậy là xong cái xòe nhá. Cái cách cắt bèo là quan trọng nhất. Và em chỉ cho các chị cắt cách cắt rồi nhá. Và đến cái tay của nó. Cái tay thì để cắt cái tay thì các chị tính 1 phần 2 vòng nách. 1 phần 2 vòng nách của cái áo size M thường em cắt làm là 22 phân, là 44 chia 2 đấy ạ. 44 chia 2 thì được 22. Và 1 phần 2 vòng nách của nó là 22. Các chị trừ đi 1. Trừ đi 1 và các chị đánh cong 2 này. Và các chị cắt để cho các chị đỡ phải. Đấy, các chị nhớ cách cắt cái tay cơ bản chưa? 1 phần 2 vòng nách trừ 1, tính xéo ra đây, từ đây ra đây, cái đường này này, cái đường này là 1 phần 2 bắp tay cộng với cử động, 1 phần 2 bắp tay cộng 2 hoặc cộng 3. Sau đó là các chị kẻ xéo ra đây, từ đây ra đây là 1 phần 2 vòng nách trừ 1. Vậy là các chị tính cho em được một cái tay này nó dài khoảng 17 hoặc 18 phân. Vậy sau khi các chị đánh rồi thì các chị muốn cho nó thành bông hồng thì các chị xòe nó ra, đây là trụ tay chính, và các chị đánh sang cho em khoảng 7 hoặc 8 phân chỗ này nhá. Đấy, và các chị đánh cái đường cong này từ dưới này lên đây khoảng 5 phân. Đây cái đoạn này này. Đấy, cái đoạn này quay đây khoảng 5 phân và các chị đánh sang này. Các chị nhìn nhá, nối. Đấy, từ đây ra đây khoảng 5 phân, sau đó là các chị kẻ xéo ra đây, kẻ xéo ra đây và đánh cong nó đây. Đó, và đây là nó sẽ thành cánh hồng nhá. Khi các chị cắt cho em hai tấm thì nó sẽ thành tay cánh hồng. Và các chị cắt cho em này. Đó, em sẽ cắt cho các chị nhìn nhá. Cái tay đây. Để em nồng lên thì em sẽ cắt được hai cái tấm để cho các chị khỏi bị mất cái tay đi, tí nữa các chị không có nhìn thấy. Đây nhá, và khi các chị cắt như thế này, các chị nồng vào với nhau. Em lấy dấu để cho các chị nhìn. Đây, đây nhá.
Và các chị nhìn thấy không ạ? Đây là thành hình cái tay. Và các chị nắp đúng như này, nó sẽ ra cái tay cánh hồng của các chị. Các chị thấy không ạ? Và đây là cái tay cánh hồng bình thường, tay bình thường, chưa có nhúm đấy. Và nếu các chị thích nhúm thì các chị có thể nhúm cho em nhé. Và đây là thân trước thì các chị vẫn cắt cái thân giảm này đi. Đó, các chị vẫn cắt cái phần thân giảm của thân trước đi nhé. Đó, và các chị nhìn kỹ cho em đường này. Khi các chị cắt cái tay thường và các chị may vào như này, đó, thì nó ra cái tay cánh hồng này, các chị thấy không ạ? Nó ra cái tay cánh hồng đắp chéo nha. Đây. Đấy. Và khi các chị muốn cho nó nhúm thì các chị thả nó ra. Đấy. Và các chị kẻ những cái đường nhúm này. Các chị cho nó nhúm cái đường này thì các chị xẻ nó ra đây. Đó, và các chị nhúm từ đây xuống đây này, 7 8 phân thì cũng ra đây có 7 8 phân thôi. Là các chị chỉ cắt nhúm cái đường này thôi nhá. Đấy. Và các chị rẽ nó ra. Muốn cho nó nhúm nhá. Và các chị cắt thử xem cái tay nhúm nó sẽ đẹp hơn cái tay không nhúm rất là nhiều. Cái tay mà nó nhúm nó sẽ đẹp hơn cái tay không nhúm, nhớ đấy nhá các chị nhá. Đó. Và khi như thế này thì các chị đặt lên giấy. Chị đặt lên tờ giấy này và các chị dán nó vào. Đó, các chị thấy không ạ? Các chị muốn nhúm nhiều thì các chị nhúm cho nó nhiều, còn không thì các chị xòe cho nó nhẹ thôi. Đó, và các chị dán nó vào. Dán nó vào nhá. Đó. Và khi các chị dán nó ra đây thì các chị đánh cong cái đường này. Đánh cong cái đường này này. Đó. Các chị đánh cong cái đường này. Sau đó là các chị cắt cái này nhá. Thì khi các chị nhúm cái đường này vào này, các chị may nhúm cái đường này vào vào cái đoạn này đấy, thì nó sẽ cong thành hình cái tay này, các chị thấy không ạ? Các chị nhúm một cái đường vai này vào. Đó, thì nó sẽ nhúm thành hình cái tay. Và bên này cũng cắt như thế nhá, thì nó sẽ nhúm vào, các chị thấy không ạ? Đây là cách các chị có thể cắt từ đây xòe nó ra như thế này. Các chị hiểu không ạ? Có thể cắt như thế này. Và còn một kiểu nữa, đó là các chị phải cắt rời. Đây là cái kiểu mà khi các chị cắt hết vào một cái tim này thì các chị phải đánh sâu ra đây, thấy không ạ? Đây là cách thứ nhất nhá. Thì các chị đánh sâu ra đây. Nó cũng thành. Và đây mà nếu mà các chị cắt như thế này. Đây. Các chị mở nó ra từ bên này này. Đấy, và đưa mở nó ra đây này. Mở nó chỗ này. Mở nó đây. Đấy, thì nó cũng ra, các chị thấy không ạ? Và nó như thế này này. Đấy, và các chị có thể dàn đều nó ra. Thì nó cũng như thế thôi nhá các chị nhá. Đó. Đấy, nó có thể trụm vào đây mà nó cũng sẽ xòe ra thế như thế nào. Đấy.
Và các chị cũng mắc vào đây. Đây là cách xòe thứ hai nhá. Các chị có thể cắt xòe trụm vào đây, cắt hết chĩa vào một cái tim này rồi đánh rộng ra. Và cái này thì có thể đánh như thế nào. Đấy, có nghĩa là các chị thích cắt xòe theo kiểu nào cũng được, chứ không nhất thiết là các chị cứ phải cắt theo khuôn khổ mà bắt nó phải theo, thì nó cũng không nhất thiết phải như thế. Đấy, và các chị xòe ra như thế này này và dán vào thì nó bị thiếu chỗ nào các chị cứ đánh hụt cho nó là xong, đánh cái phần hụt cho nó là xong. Đây. Đó, các chị hiểu cái này không ạ? Đấy. Và đây là một cách nữa này. Đấy. Các chị có thể cắt như thế này và sau đó là cũng phải đánh kiểu gì các chị cũng phải đánh cái phần bị thiếu hụt này cho nó đẹp. Đấy, và sau đó các chị cắt cái này. Các chị nhớ nhá, hai cái nửa tay em đều làm cho các chị hai kiểu khác nhau, không có là các chị cắt ấy, thì các chị phải cắt hai cái tấm tay nó đối nhau. Nếu các chị cắt theo cái kiểu rã đoạn dài này thì phải theo cái kiểu rã đoạn dài này. Còn nếu mà các chị cắt theo cái kiểu rã hết vào một cái tim này và đánh thế này thì các chị cũng vẫn phải làm cắt những cái tay như thế này, bởi vì nó xê dịch đi một tí thì nỡ nó không bằng nhau là các chị thiệt đấy. Và khi các chị đặt lên nhau này, thường thường là nó bằng nhau là các chị thấy không ạ? Vì kiểu nào các chị muốn làm thì nó cũng ra cái kiểu này thôi, thấy không ạ? Các chị muốn cắt kiểu gì và chỉ cần các chị đánh cái phần bị hụt này thì nó cũng bằng nhau hết đấy, các chị thấy không ạ? Và khi các chị đắp xéo vào với nhau đấy thì nó sẽ biến thành cái tay cánh hồng nhá, như thế này này, các chị nhúng này đó, và các chị nhúng cái đầu này này đấy, nó sẽ thành cái tay cánh hồng nhúng. Còn lúc trước là nó chưa nhúng, và tùy các chị thích cắt theo kiểu nào các chị cắt nhá. Và đây là thành phẩm của cái tay nhá, và các chị nhớ cái cách bèo tròn này đi nhá. Đấy, các chị nhớ nhìn cho em này, cái cách cắt bèo tròn thì em sẽ cắt cho các chị như thế này rồi. Và các chị nhớ lấy cách cắt, coi kỹ cách cắt và cắt ra một tấm bèo tròn như thế này cho em nhé. Đây là bèo xoáy tròn nhá. Đó, cái bèo này nó đi vòng từ đằng cổ trước, từ tim cổ trước, nó vòng về đằng sau, sau đó là nó đi về tim cổ trước và nó đi xuống dưới đường thẳng nẹp, thẳng dưới trụ nẹp nhá. Và cái thẳng mình hay nẹp đưa về đường cổ đấy. Rồi, vậy là xong cái áo rồi nhá. Em chào tất cả các chị nhá.